Vâng, xin chào mọi người. Ở đây anh em công Phi mình sẽ làm về video về bầy chó. Ông có 4 con. 4 con này nó là 2 bầy mọi người. Một đực, 2 đực 2 cái. Trong đây có một đực 1 cái là hậu duệ của con Malon. Hai con to là hậu duệ của Malon, nó được 3 tháng rưỡi tuổi. Còn hai con bé thì nó được 3 tháng là hậu duệ của cha mẹ thuần. Thì chút xíu nữa thì em sẽ quay cụ thể từng bé và thông tin chi tiết của từng bé cho mọi người coi và tham khảo. Vâng, hai đực hai cái, một đực một cái con của Malon và một đực một cái con của cha mẹ thuần chủng. Đứng một chục tấm hình. Vâng, và trước tiên thì em sẽ quay cặp đực cái trước của Malon trước nha mọi người. Thì đây là em đực đây. Em đực hậu duệ Malon. 3 tháng rưỡi tuổi. Em này có giá là 6 triệu 8 nha mọi người. Mọi người coi và tham khảo nhé. 6 triệu 8. Vaccine bên hai bé này thì bên em đã tiêm được 3 mũi rồi. Mọi người mua về chỉ việc nuôi và chăm sóc thôi. Vâng, em được một đấy ạ, đã bắt đầu coi và ưng ý thì liên hệ với em nhé. Qua số điện thoại 0901392739 để biết thêm thông tin chi tiết về các bé cũng như là hình thức giao dịch ạ. Vâng, và tiếp theo là em cái số 2 ạ. Em cái số 2, hậu duệ em cái hậu duệ của Malon ạ. Em số 2 là em cái hậu duệ của Malon. Thì em có cái này có giá là 6 triệu 2 ạ. Cún đã tiêm 3 mũi rồi, nó khỏe. Cún lông màu đỏ. Mọi người mua về chỉ việc chăm sóc thôi, cho ăn thôi. Em cái hậu duệ Malon. Giá 6 triệu 2 ạ. Vâng, em vẫn hỗ trợ bao ship tận nhà cho các bác quanh khu vực tỉnh Lâm Đồng và nội tỉnh, kèm khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn các bác tỉnh khác thì em sẽ hỗ trợ gửi xe.
Vâng, và tiếp theo thì em sẽ quay tới hai em đực, một em đực với một cái thuần, cha mẹ thuần trống. Thì trước tiên em quay con đực trước, đực thuần. Con đực số 3 này thì em bán với giá là 5 triệu. Đó, bác nào coi ưng ý thì liên hệ với bên em. Các bác bắt trực tiếp ở trại thì vẫn có giá hữu nghị hơn cho mọi người. Còn ở cha thì bên em vẫn hỗ trợ gửi bao phí ship cho người mua. Đây là em được thuần, em số 3 em được thuần. Đấy, em này giá 5 triệu bao ship tận nhà cho mọi người. Vâng, và đây là bé số 4 cũng là em cái quê em cái luôn. Em này em cái. Đấy, cũng là em cuối cùng trong video ngày hôm nay tại đây. Em cái thuần này có giá là 3 triệu rưỡi ạ. À, em này thì nó 3 tháng này nhưng nó hơi nhỏ. Đấy, trong bầy mấy anh chị ăn hết phần của em. Em cái 3 triệu rưỡi. Bác nào coi mà nghĩ thì liên hệ với bên em. Thì em này nó đang thay lông, đây là nhìn cái lông nó đang khúc vàng khúc đen. Cái thời tiết cũng khá là nắng rồi. Xin kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây. Mọi người có nhu cầu ưng một trong các bé này thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0901392739, cũng như là Zalo em xài chỗ này luôn. Mọi người có nhu cầu hoặc là thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng trại trong suốt cái khoảng thời gian qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.